Thì 10 người truy sát tài xế cầu cứu công an để bảo toàn tính mạng. Diễn biến bất ngờ, gia đình ông Nguyễn Đức Trung nộp đủ 25 tỷ đồng. Bộ y tế dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát diện rộng. Hà Nội nóng hơn nhiều chảo lửa miền Trung. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống trong cuộc sống không thiếu những trường hợp tai họa rơi xuống đầu mà người gặp họ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra điển hình như câu chuyện của anh nguyễn phúc tùng đang lưu thông trên đường thì bị giang hồ truy sát lúc này để bảo toàn tính mạng anh đã chạy vào công an thành phố để lánh nạn theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 6, anh Nguyễn Phúc Tùng sinh năm 1979 trú tại thành phố Hải Phòng, đang điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 15A82289 đến khu vực Vinhomes Bến Đoan, phường Hồng Gai thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh thì gặp một nhóm đối tượng khoảng 10 người chặn đầu xe và yêu cầu hạ cửa kính xuống. Lúc này một đối tượng trong nhóm đã dùng đá đập vỡ gương chiếu hậu sợ ảnh hưởng đến tính mạng bản thân và những người ngồi trong xe anh tùng đã nhấn ga bỏ chạy đồng thời nhóm đối tượng tiếp tục đuổi theo tấn công nạn nhân khi chạy đến ngã tư cao xanh trần hưng đạo nạn nhân chạy vào công an thành phố hạ long lánh nạn và trình báo sự việc đại diện công an thành phố hạ long xác nhận Tối ngày 19 tháng 6 có xảy ra sự việc, anh Tùng bị một nhóm khoảng 10 người tấn công tại khu vực Bến Đoan truy đuổi trên đường Trần Hưng Đạo, sau đó nạn nhân chạy vào công an nhờ giúp đỡ. Hiện đơn vị đang xác minh thông tin, lấy lời khai để củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, mỹ nhân luôn là cửa ải khó vượt qua, không chỉ thời xưa mà thời nay có vẻ cũng không lệch đi đâu được. Có lẽ vì thế mà chủ tịch xã trong vụ tòm tèm với đồng nghiệp ở cơ quan đã không vượt qua ải khó nhất đến mức bay chức, mất ghế, bị khai trừ ra khỏi đảng. Nhiều người thắc mắc, Liệu khi bị cách chức xong, vị Chủ tịch xã Tài Tiến có được bố trí công việc khác? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời ngay sau đây. Liên quan đến vụ việc Chủ tịch xã tòm tem với Chủ tịch hội Phụ nữ xã, bà Bùi Thị Bích Thủy, Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự việc liên quan đến bà Trương Thị Hà, Chủ tịch hội Phụ nữ xã Thành Mỹ đang được triển khai theo thông báo của huyện. Mọi việc đang trong quá trình xử lý, khi nào có kết quả sẽ thông báo sau. Còn ông Bùi Văn Điệp, trưởng phòng nội vụ huyện Thạch Thành cho biết, ông Trương Văn Gương và bà Trương Thị Hà thuộc diện cán bộ bầu, không phải là cán bộ công chức. Theo quy định mới, khi cách chức sẽ cách chức luôn và không được bố trí công việc khác. Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, ông Trương Văn Gương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Mỹ, được cho là đã tòm tem cùng với bà Trương Thị Hà, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã ngay tại trụ sở làm việc. Sự việc sau đó bị chồng bà Hà phát hiện, quay clip rồi tố lên công an, và chính quyền địa phương để được làm rõ. Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Thạch Thành về nội dung tố cáo, ngày 18 tháng 6, Ban Thường vụ huyện ủy huyện Thạch Thành ban hành quyết định kỷ luật ông Gương và bà Hà với hình thức khai trừ ra khỏi đảng. Riêng ông Gương bị cách chức Chủ tịch Ủy ban Dân xã Thành Mỹ. Người ta thường nói đùa với nhau trong các bữa trà dư tử hậu rằng có ba đối tượng cần tránh, đó là con thầy, vợ bạn, gái cơ quan. Đáng tiếc, vị cựu chủ tịch xã lại mắc đúng vào sai lầm thứ ba. Đùa vui là vậy, nhưng hành vi của hai cán bộ xã đã làm mất đi không chỉ là sự tín nhiệm của người dân mà còn là hành vi vi phạm đạo đức xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc trong các video tiếp theo. Liên quan đến vụ chế phẩm Redoxi 3C, ngày 20 tháng 6 đã diễn ra ngày đầu tiên của phiên tòa phúc thẩm Tại ngày xét xử này, ông Nguyễn Đức Trung đã xin tòa xem xét về số tiền 10 tỷ đồng mà chị gái bị cáo đã nộp trong phiên tòa sơ thẩm. Đến chiều ngày 21 tháng 6, diễn biến bất ngờ đã xảy ra trong ngày xét xử thứ hai khi luật sư từ phía bị cáo chung đưa ra bằng chứng gia đình đã nộp thêm 15 tỷ. Như vậy, bị cáo chung đã nộp tổng cộng 25 tỷ như án sơ thẩm đã tuyên. Vào chiều 21 tháng 6, tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến việc mua chế phẩm Redoxi 3C để xử lý ô nhiễm nguồn nước trên địa bàn thủ đô. Ông Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đồng thời bị cáo phải bồi thường 25 tỷ đồng trong tổng số hơn 36 tỷ đồng được xác định là thiệt hại của vụ án. Tại phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của ông Trung, y án 8 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì cho rằng tòa cấp sơ thẩm kết tội đối với bị cáo là đúng pháp luật không oan. Diễn biến bất ngờ xảy ra trong phần các luật sư tham gia bào chữa cho cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tại đó luật sư xuất trình một biên lai like cho hội đồng xét xử thể hiện vợ ông Nguyễn Đức Trung đã nộp thêm 15 tỷ đồng là tiền khắc phục hậu quả vụ án. Ngay sau đó, hội đồng xét xử hỏi ông Chung về số tiền trên. Cựu chủ tịch Hà Nội cho hay, trên cơ sở trao đổi trực tiếp với chị gái và vợ, gia đình ông thống nhất vay mượn bạn bè, người thân để gom được số tiền 15 tỷ đồng. Bị cáo đồng ý nộp 15 tỷ đồng này để khắc phục hậu quả vụ án. Hội đồng xét xử cũng hỏi ông Chung về số tiền 10 tỷ đồng đã nộp ở giai đoạn sơ thẩm. Bị cáo cho biết, sau khi trao đổi với chị gái thì đồng ý nộp số tiền này. Sau phần thông tin về việc nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử tiếp tục cho ông Nguyễn Đức Chung tự bào chữa. Lúc này, cựu chủ tịch Hà Nội thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu thành phố liên quan đến việc mua bán chế phẩm Redoxy 3C cũng như việc dự án xử lý ô nhiễm nguồn nước tại Hà Nội bị dừng gian dở. Như vậy, tính đến nay, gia đình cựu chủ tịch Hà Nội đã nộp tổng cộng 25 tỷ đồng, đúng bằng với con số mà tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phải bồi thường trong vụ án. Trước đó tại phiên tòa vào chiều 20 tháng 6, bị cáo chung đề nghị tòa phúc thẩm xem xét về số tiền 10 tỷ đồng mà gia đình bị cáo đã nộp ở giai đoạn sơ thẩm. Bị cáo nói cần trao đổi trực tiếp với chị gái mình, người nộp tiền, để cân nhắc về việc có đồng ý nộp hay không. Hội đồng xét xử cho biết chị gái ông Chung có đơn xin xét xử vắng mặt. Theo đơn, bà cho biết số tiền 10 tỷ là do vay mượn để nộp với hy vọng giúp ông Chung có thể được giảm án, không bàn bạc với ông Chung. Trường hợp ông Trung bị kết tội, bà vẫn tự nguyện khắc phục số tiền nêu trên, không đề nghị trả lại. Trình bày ý kiến ngay sau đó, cựu chủ tịch Hà Nội nói, nếu có quyết định đúng đắn của cơ quan pháp luật về việc giám định thiệt hại, hết bao nhiêu tiền, xin hội đồng xét xử cho tôi gặp vợ và gia đình, kể cả vay mượn tôi cũng khắc phục. Tuy nhiên bị cáo không chấp nhận giá trị thiệt hại mà tòa sơ thẩm đã tuyên, lý do thiệt hại vụ án phải do cơ quan giám định xác định, nhưng ở giai đoạn sơ thẩm tòa án đã không trưng cầu giám định mà lại tự ý kết luận về con số thiệt hại. Bị cáo mong muốn hội đồng xét xử cấp phúc thẩm theo thẩm quyền của mình cần ra quyết định trưng cầu giám định thiệt hại tài sản trong vụ án, kể cả con số cao hơn cũng sẽ khắc phục ngay. Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ cần diễn ra vào ngày 22 tháng 6 với những tình tiết mới nhất được đưa ra trong hai ngày xét xử vừa qua. Liệu đơn kêu an của ông Nguyễn Đức Chung có thành công? Án sơ thẩm đã tuyên có bị bác bỏ? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến quý vị trong những video tiếp theo. Liên quan đến vụ việc tại quán bar The Circle tại Hà Nội, giữ người trái phép vì không thanh toán hóa đơn, vừa qua, công an quận Hoàng Kiếm đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố quản lý và nhân viên quán bar trong vụ việc này. Ngày 21 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàng Kiếm thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 người về hành vi giữ người trái pháp luật. Những người này gồm Ngô Quốc Cường sinh năm 1998, trú tại Triều Khúc, Thanh Sơn, Hà Nội; Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1993, trú tại Hồng Hà, Chương Dương, Hoàng Kiếm; Vũ Trọng Hưng sinh năm 1999, trú tại Phúc Xá, Ba Đình; Phạm Tiến Thịnh sinh năm 1991, trú tại Hồng Hà, Chương Dương, Hoàng Kiếm; Trần Quang Hà sinh năm 1999, trú tại Hồng Hà, Chương Dương, Hoàng Kiếm. Trong đó Ngô Quốc Cường là quản lý quán Ba The Circle ở số 33 Mã Mây, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Bốn người còn lại là nhân viên. Trước đó, ngày 27 tháng 5, em Pequia, 14 tuổi, trú tại Đông Đa, Hà Nội, đi cùng VHN, 15 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội, đến quán bar The Circle chơi và sử dụng một số dịch vụ. Khoảng 1 giờ 30 ngày 27 tháng 5, quán thông báo hóa đơn thanh toán hơn 25 triệu đồng. Hai thiếu niên không đủ tiền thanh toán nên bị quản lý và nhân viên quán bar giữ lại, yêu cầu gọi người nhà đến trả. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Kiếm đã khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan quận Hoàng Kiếm đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với quản lý và nhân viên quán bar về hành vi giữ người trái pháp luật. Công an quận Hoàng Kiếm đang củng cố hồ sơ xử lý những người liên quan theo quy định. Dùng dịch vụ và trả tiền là giao dịch giữa khách hàng và người cung cấp dịch vụ. Trong vụ việc, dù quán bar là bên có thể thiệt hại do hành động thiếu nợ của khách, tuy nhiên hành vi giữ người trái pháp luật là hành vi sai trái có thể trở thành gương xấu cho những người khác. Những ngày gần đây, khi tìm kiếm từ khóa tàu du lịch, kết quả phần nhiều hướng đến vụ va chạm chìm tàu trên vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Sáng ngày 21 tháng 6, khi tìm kiếm từ khóa này một lần nữa, kết quả khác lại hiện ra, kèm theo từ bốc cháy. Đó là vụ việc ba tàu du lịch ở Quảng Ninh bốc cháy dữ dội khi đang đậu gần bờ. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 21 tháng 6 tại cơ sở chữa tàu thuyền Ánh Hằng ở tổ 8 khu 5, phường Diến Đáy, một chiếc tàu đã bốc cháy, ngọn lửa sau đó đã lan nhanh sang hai tàu bên cạnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường và ngăn chặn đám cháy lan sang các khu vực tàu thuyền bên cạnh. Khoảng gần một giờ sau thì ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, hậu quả là ba chiếc tàu bị thiêu rụi, rất may không thiệt hại về người, thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng. Cơ quan chức năng thành phố Hạ Long Quảng Ninh đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do chập điện. Trong khi dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Nam, thì Hà Nội ghi nhận 721 ca mắc tay chân miệng tính từ đầu năm 2022. Còn số này đã tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Điều này đánh lên hồi chuông cảnh báo đối với bệnh truyền nhiễm này. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, trong tuần qua, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 6, thành phố đã phát hiện thêm 135 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, qua đó số người mắc tính từ đầu năm 2022 cho đến nay đã lên tới 721 ca. So với cùng kỳ năm 2021, con số này đã tăng gấp 4 lần, tuy nhiên Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Theo Sở Y tế Hà Nội, bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người, dễ gây thành dịch do virus đường ruột gây ra bệnh chủ yếu theo đường tiêu hóa, nguồn lây từ chính nước bọt, phỏng nước và phân của trẻ nhiễm bệnh. Hiện y học chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh tay chân miệng, chỉ điều trị hỗ trợ, không dùng thuốc kháng sinh khi không có bội nhiễm. Bệnh nhân yêu cầu được theo dõi sát, phát hiện sớm và điều trị biến chứng. Đối với các trường hợp nặng, phải đảm bảo xử lý theo nguyên tắc hồi sức cấp cứu, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, nâng cao thể trạng. Để phòng bệnh tại các cơ sở y tế, cần cách ly theo nhóm bệnh, Nhân viên y tế cần mang khẩu trang, rửa, sát khuẩn tay trước và sau khi chăm sóc bệnh nhân, khử khuẩn bề mặt, giường bệnh, bồn bệnh, xử lý chất thải theo quy trình phòng bệnh lây qua đường tiêu hóa. Đối với phòng bệnh ở cộng đồng, người dân cần vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, nhất là khi thay quần áo, tả sau khi tiếp xúc với phân, nước bọt của người bệnh, rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà lau sàn nhà bằng dung dịch khử khuẩn chloramine B 2% hoặc các dung dịch khử khuẩn khác, đồng thời thực hiện cách ly trẻ tại nhà, không đến nhà trẻ trường học trong 10 đến 14 ngày đầu của bệnh. Số ca dịch sốt xuất huyết và tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng lên nhanh chóng khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Đứng trước diễn biến tiêu cực của bệnh, Bộ Y tế cảnh báo dịch sốt xuất huyết có thể bùng phát trên diện rộng. Ngày 21 tháng 6, Bộ Y tế đã có công điện số 815 gửi chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Theo công điện của Bộ Y tế, hiện đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam và một số tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Bộ Y tế dự báo số ca mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, kiên quyết không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế điện về đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố quan tâm chỉ đạo tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh, đề ra giải pháp khắc phục, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát trên địa bàn. Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu sự phối hợp của các cấp chính quyền trong việc hướng dẫn theo dõi chẩn đoán bệnh cho người dân kịp thời, tăng cường việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết đang nằm điều trị nội trú trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị hoặc chuyển tuyến các ca bệnh sốt xuất huyết có diễn biến nặng. Khi nhắc đến thời tiết khắc nghiệt, nhiều người thường nghĩ ngay đến mảnh đất khắc nghiệt miền Trung, nhưng trong những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, người dân Hà Nội đang cảm nhận cái nắng rát da bỏng thịt bởi Hà Nội đang nóng hơn chảo lửa miền Trung. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tin tức thời tiết của chúng tôi ngay sau đây. Chiều 21 tháng 6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến lúc 13 giờ là 35 đến 38 độ C, một số nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C. Tại Hà Nội, trạm quan trắc xã Sơn Tây ghi nhận mức nhiệt 39,3 độ C cao nhất cả nước. Trong khi đó, trạm lắng quan trắc được 38,3 độ C, cao hơn 1 đến 2 độ C so với nhiều khu vực lân cận như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang. Tại miền Trung, nơi có nhiệt độ cao nhất là Tương Dương Nghệ An 38,2 độ C, những nơi khác như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Bình Định dao động từ 37 đến 38 độ C. Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, 13 giờ vẫn chưa phải là thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, mức nhiệt tại các khu vực trên tiếp tục gia tăng vào lúc 14 đến 15 giờ. Lúc này, người dân khi di chuyển trên đường có thể cảm nhận được mức nhiệt trên 40 độ C do sức nóng phả lên từ mặt đường bê tông, đường nhựa. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những ngày qua, Hà Nội được đánh giá là khu vực có nhiệt độ cao nhất cả nước với mức nhiệt cao nhất ở nhiều nơi trên 39 độ C, có nơi trên 39,6 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ nhiều khả năng dịu dần từ ngày 22 tháng 6, khi một số nơi có mức nhiệt cao nhất dưới 35 độ C. Sau đó, mưa lớn gia tăng trong ngày 23 tháng 6, khi vũ lượng ghi nhận từ 20 đến 40 mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng có thể mưa trên 70 mm một ngày. Trong khi đó, thời tiết miền Trung sẽ dễ chịu hơn kể từ ngày 23 tháng 6. Sau đó, mưa, mưa dông những ngày tới sẽ giúp nền nhiệt ở miền Bắc giảm dần. Tuy nhiên, lượng mưa ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ không quá lớn. Đợt nắng nóng tiếp theo ở miền Bắc được dự báo tiếp diễn vào ngày 25-26 tháng 6 với cường độ sấp xỉ với đợt nóng đang diễn ra. Theo chuyên gia, cường độ nắng nóng trong tháng 6 thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm, cao điểm nắng nóng ở Bắc Bộ có thể xảy ra từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7, trong khi miền Trung kéo dài cả tháng 7. Nắng nóng với mức nhiệt cao có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, để đề phòng sốc nhiệt và đột quỵ khi trời nắng, quý vị cần mặc thoáng, uống nhiều nước, ăn hoa quả và rau xanh để bù nước cho cơ thể, tuyệt đối không vận động mạnh và ra đường trong những giờ nắng nóng cao điểm. Thưa quý vị, những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hy vọng những thông tin thời tiết của chúng tôi sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn trong việc sắp xếp công việc và nghỉ ngơi phù hợp đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé xin cảm ơn còn bây giờ hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo